để mình thử cái tài nấu ăn của con bé này coi nấu sao. Ngay từ đầu rồi ha. À, mình thử mà mình không có nói, mình mới nói chứ bây giờ con nấu cái món ếch xào chuối coi. Ra món luôn hả con? Khó quá đi à. Thôi mình thấy nó cũng được, lúc đó nó đang còn là sinh viên. Dạ. À, mà nó nấu được cái món đó mình thấy cũng hay hay, mình ăn cũng tạm ổn ổn. Dạ. Nghe bài ra lo. Dạ lo. Lo đúng không? Dạ. Đó, hai vợ chồng nó đi mua đồ ăn. Dạ. À, lúc ấy là chưa chú. Ồ, món ếch nấu chuối cũng chưa hình như ai nấu. Không, cháu ăn ăn rồi rồi là hỏi tư vấn của bà. Dạ, sao bà? Tư vấn đúng không? Dạ đúng rồi. Bà nấu chuối ngồi được, cái ếch nấu chuối chưa nấu cũng lo. Dạ, hỏi ý kiến ha. Dạ. Tại sao mà nấu cái món nó ngon? Được. Nhưng mà khi về làm dâu có làm lại món đó cho mẹ chồng ăn không? Dạ, không ạ. Đừng. Mình thử thôi, tại vì cái món thì nó vùng món vùng miền ngoài ngoài Bắc thôi. Chứ còn nói đúng ra hồi đó mình làm dâu mình cũng... Mình tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan. Năm nay mình 62 tuổi. Hiện bây giờ mình đang ở nhà để giữ cháu. Mình ở phường Long Phước, quận 9, thành phố Thủ Đức. Hiện giờ công việc của mình là chỉ giữ cháu và ăn dưỡng tuổi già. Dạ. Dạ xin mời chị ạ. Dạ, chào chú Tuyên Linh, chào chị Lê Lộc ạ. Cháu tên là Đoàn Thị Hằng. Năm nay 35 tuổi, ở quận 9 ạ. Dạ. Chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ, làm dâu của mẹ được 6 năm. Dạ. Mình có mấy cháu rồi chị? À, hai bé, bé 5 tuổi và bé 2 tuổi rưỡi. Đều là con gái hay con trai hết à? Con gái. Cùng với chú Người Linh nha. Dạ. Hai gái là khá lắm á. À. Cũng hay xin vậy chào à, MC Quyền Linh với dạ. Dạ. Lê Lộc. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình thì chị có ấn tượng điều gì? À, mình gặp nó là mình thấy nó người miệt ngoài. Tuy là mình cũng người Bắc nhưng mà mình cũng ngại không biết là nó thế nào. Nó quen nhau là 6 năm mới bắt đầu là mình cưới. Dạ. Cái bữa đầu tiên mà chồng nó đưa về á, nó cũng e dè mình lắm. Dạ. Nó thấy mình hơi nghiêm, nhưng mà thực tế ra là mình nghiêm vậy thôi. Tại nhà mình có 5 người con trai mà không có con gái, thì luôn luôn là mình hay có cái khuôn mặt nghiêm nghị. Dạ. Để cho các con nó được tốt, đi vào lề lép. Nhưng thực ra thì mình rất là thương con. Cái lần đầu tiên mà chị về á chị, chị thấy mẹ chồng này như thế nào? Nếu mà lần đầu tiên á thì là lúc đấy là em cũng chưa có quen chồng em. Dạ. Về cùng với mấy người bạn á. À. Là thì đầu tiên thì cũng thấy nghiêm, nhưng sau là thấy vui vẻ. Rồi nhưng mà có bạn em thì nói, mẹ ở đấy chắc là thì là dữ lắm đó. Mày mình thấy mẹ nó ở vùng ngoài là vùng nào? Dạ cháu ở Ninh Bình ạ. Ninh Bình đó hả? À, cùng quê với chú đấy ha. Ủa, thế à chú? Chú ở xã Bùi Chu, Phát Diệm. À, cháu ở Nho Quan. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Như vậy là sau lúc lần gặp đầu tiên cũng thấy xinh xắn ha. Rồi sau đó về làm dâu thì mẹ chồng thấy thế nào? Đây là cô con dâu làm dâu tốt hay không? Lần mà thằng con mình đưa về đó, mình cũng nghĩ là để mình thử cái tài nấu ăn của con bé này coi sao. Ngay từ đầu rồi ha. À, mình thử mà mình không có nói, mình mới nói chứ bây giờ con nấu cái món ếch xào chuối coi. Ra món luôn hả con? Khó quá đi à. Thôi mình thấy nó cũng được, lúc đó nó đang còn là sinh viên. Dạ. À, mà nó nấu được cái món đó mình thấy cũng hay hay, mình ăn cũng tạm ổn ổn. Dạ. Nghe bài ra lo. Dạ lo chú. Lo đúng không? Dạ. Đó, hai vợ chồng nó đi mua đồ ăn. Dạ. Lúc ấy là chưa chú. Món ếch nấu chuối cũng chưa hình như ai nấu. Không, cháu ăn rồi rồi là hỏi tư vấn của bà. Dạ, sao bà? Tư vấn đúng không? Dạ, đúng rồi. Bà nấu chuối ngồi được, cái ếch nấu chuối chưa nấu cũng lo. Dạ, hỏi ý kiến ha. Dạ. Tại sao mà nấu cái món nó ngon? Được. Nhưng mà khi về làm dâu có làm lại món đó cho mẹ chồng ăn không? Dạ, không ạ. Đừng. Mình thử thôi, tại vì cái món thì nó vùng món vùng miền. Dạ. Ngoài ngoài Bắc thôi. Dạ. Chứ còn nói đúng ra hồi đó mình làm dâu mình cũng nhà chồng cũng không có ăn mấy, thành ra mình cũng không có lấy gì làm khoái chí. Sau sau về là nhà thì có nấu cơm nấu nước, giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa như ý mẹ chồng không? Thì cũng làm, nói chung là làm mấy cái lặt vặt đó thì làm được, nhưng mà nấu ăn á nấu nó hơi mặn. Dạ.
rồi không có hay lên đường như mình ở đây. Rồi mỗi ngày cùng với mẹ nấu thì mẹ cứ nói là ở nhà mình thì nó thuộc cho người ở trong này rồi, thì nấu cái gì thì bột ngọt thì ít, bột nêm thì khá khá, nhưng mà phải có đường. Mỗi ngày mình chỉ. Yeah. Về sau giờ nó cũng ăn rạch của mình luôn. Khi mà về làm dâu thì chị với mẹ thấy mình là hợp nhau điểm gì? Về các anh các chị hay người trong nhà nói hợp nhất á, hợp nhất đó là ví dụ như kho cá kho thịt, mẹ để đấy, mẹ đi đâu em cũng để đấy đi đâu, và là cái nồi cá hoặc nồi thịt nó bị cháy đó. Nên là các anh các chị nói là điểm này á là giống nhất mẹ. Giống mẹ là chồng là chuyện hay quên đúng không? Đúng rồi đó. Rồi con dâu giống mình điều gì nữa? Nói chung thì con dâu này thì nó cũng hơi nơ đãng như vậy. Từ cái chỗ nơ đãng rồi thôi thì cái tánh mình nó vậy rồi thì thôi mình cũng bỏ qua cho con. Rồi cái thứ hai nữa là tiết kiệm. Tiết kiệm giống mình không? Tiết kiệm lắm. Từ xà bông hay là dầu gội đầu cứ tính. Yeah. Mẹ thì ngày xưa cứ mua cái dây dây về để xài nửa, còn nửa thì có khi không xài tới đó rồi nó thất thoát đi. Nhưng mà con dâu về là mua nguyên một, thí dụ thích mẹ chồng mà gội đầu bằng cái xà bông gì thì mua nguyên một hũ bự. Rồi về mẹ chồng với nàng dâu tính là xài cái này lợi hơn là cái gói. Nơi đó thì con dâu biết tính toán. Cái lợi đi cho nhà mình. Thì cũng thấy là cái điểm đấy là con dâu cũng khá tốt. Vậy thì có điểm nào mà chưa hợp nhau giữa mẹ chồng và nàng dâu không cô? Hiện bây giờ mình chưa đồng ý con dâu có cần nói giờ không? Dạ có luôn. Chưa đồng ý con dâu cái là nó lo làm kinh tế, nó lại không có chăm về cái mảng nấu ăn để chăm cho con. Con nó thì mình thấy là chắc nhỏ xương, không có tròn như người ta. Đó mà mình cứ nói hai vợ chồng đó, hai chồng đó, má đừng có lo, tụi con đi thăm khám bác sĩ rồi, số đo số cân là rất là chuẩn. Chồng nó còn là ngày xưa mẹ chăm con quá, mình bây giờ con bị phì lũ. Đó thì chưa có bằng lòng với cái chăm quan cháu. Điểm quan điểm của nó. Còn nàng dâu có thấy mình với mẹ chồng khác biệt nhau điểm nào không? Đầu tiên mới về thì em cũng nói là ví dụ như khác rất là nhiều, như từ nấu ăn á, câu chuyện đấy là em thái bắp cải để làm gỏi vịt, mẹ bảo là lúc trước khi đi dặn là mày thái nhỏ vào nhá, nhưng mà đến lúc về thái to quá trời to. mẹ giận lên, mẹ quát cho một trận. Rồi cái gọi là nhiều khi nhà rất là đông người, nhiều khi thái một lúc là có khi đến 2-3 cái bắp cải á. Dạ. Hai cái bắp cải mà thái nhỏ thái lâu quá nên thường em thái to cho nó nhanh. Nhiều khi về mẹ thấy to quá nên mẹ la cho. Mẹ hay quát không? Dạ không, mẹ thì tính là lúc mẹ tức lên là mẹ cũng quát cho một trận. Nói lớn quá nói to lắm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nói xong cái thì quát nhiều lần như thế có giận mẹ không? Lúc mới đầu thì buồn đấy, nhưng bây giờ thì quen rồi, bây giờ bình thường ạ. Không quát thì không nổi đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu không thấy mẹ quát thì chắc là mẹ buồn cái gì đó. Dạ. Chị ơi, cái khoảng thời gian mà mình mang bầu á, rồi mình sanh em bé đó, tình cảm giữa hai mẹ con mình có kháng khích không? Nói chung là tại vì em ở đây thì ba mẹ em ở ngoài Bắc á, không có ai, hình như là nói chung là dựa hết rồi mẹ chồng. Khi mà em đi sinh này, chăm này cũng là mẹ chồng chăm. Khi đau ở bệnh viện đau á thì mẹ cũng là người mà bóp chân bóp tay để xoa lưng cho, rồi đút cho từng miếng ăn để là ăn được có sức mà sinh. Nên là em lúc nào cũng nhớ là lúc đau đẻ như vậy đấy, lúc mà mình khó khăn thì cũng chỉ có mẹ thôi, con ốm cũng chỉ là cứ mẹ đi, nhiều chồng cũng phải đi làm cơ, nhiều khi chồng đi công trình xa ấy cũng chỉ có là mẹ rồi mẹ chồng chăm thôi. Hồi em mới sinh ấy, là mẹ cứ ngày nào cũng xay cho một tô nghệ tươi. Ngày nào cũng một tô nghệ tươi mang vào phòng, uống đi con, uống cho nó đẹp da. Mà ngày nào cũng một tô. Em uống là thường là nhắm mắt nhắm mũi xong là đưa cho mấy cái ống hút ráng uống. Có khi nào bữa nào ngán quá đổ không? Cũng có là uống một nửa, còn nửa mang ra rửa mặt. Khi mình thấy mình cũng buồn. Mình nói cái công của mình nè, mua nè, về rồi làm vỏ sạch sẽ nè, rồi xay nè, rồi chất lọc nè, rồi chưng nè, cho con uống chẳng qua để cho đẹp da vậy thôi. Mà sao nó cứ ngại, nhưng mà thực ra là không dám nói, nhưng mà chắc nó cũng lén lén rồi đó. Nay mẹ biết lấy rửa mặt mẹ còn buồn hơn nữa. Có bao giờ anh mua quà tặng mẹ này kia chưa? Dạ cũng có ạ. Vợ chồng nó thường xuyên. Thường xuyên. Ngày sinh nhật này, 8 tháng 3, 20 tháng 10. Mà nói đúng ra thì khi nó là chị rồi thì cứ mỗi lần mà chị cho cái gì thì mấy em
Nhà cô tới 5 đứa con dâu. 5 dâu ơi. Cho nên cô sống hạnh phúc lắm. Mấy đứa con dâu nó cứ sắm sửa dần 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 dần. Nên có hai chị em nào lấy chung đây là sao? Dạ là em gái của cháu đấy ạ, là lấy em trai của chồng cháu luôn. Trời ơi. Dạ. Hai chị em ruột. Dạ. Lấy hai anh em ruột. Dạ đúng rồi ạ. À. Khi mà nó làm dâu cô á thì cái cô em mà giờ cũng là con dâu kế luôn. Dạ. Nó học đại học sư phạm ở ngoài Bắc. Dạ. Thế nó mới vô đây để nó dễ có việc làm. Nó vô đây được một tuần để nó xin được cái trường dạy tư duy toán á. Dạ. Nó làm. Thì thằng con trai của cô nó cũng mới ra trường là kỹ sư xây dựng. Thế thì chồng nó mới mở công ty. Thế thằng em mới bảo là đi làm xây dựng cơ. Cô bảo thôi bây giờ chồng có anh mới mở ra công ty, vậy thì thôi con làm cho anh đi. Thế là cô kia thì vào nhà chị để đi dạy, chú này thì qua bên nhà anh này để làm phụ. Lúc quen nhau một năm thì nó nói với cô: mẹ ơi, con quen bé Linh sao hả mẹ? Thế là cũng được, thấy gia đình này họ cũng tốt, coi như là mình biết nguồn gốc rồi đó. Mà hiện bây giờ chị nó làm dâu mà cũng thấy được rồi. Thế mình nói thôi cũng được, thì thôi rồi con cứ tìm hiểu nhau xem sao. Thế là nó quen thêm nửa năm nữa là một năm rưỡi. Cũng hay đó nhỉ. Tức là hai chị em lấy hai anh em rồi cũng hay. Dạ. Tức là giữa các nàng dâu nhau không có sự xích mích nó lớn lắm. Dạ đúng rồi ạ. Sao với chị em ruột có dễ hiểu. Dạ đúng rồi ạ. Rồi lúc đầu em có phản ứng gì không? Dạ có, tại đầu cháu phản đối. Ừ. Em thấy từ nhiên giờ lấy hai chị em lấy hai anh em ruột là rất là cảm thấy kỳ cục. Thế là cháu phản đối. Tôi là còn rồi bảo với chồng là anh cấm Hoàng Tấn đi rồi em cấm Hoàng Linh. Ủa có thấy bình thường mà đúng không? Đâu. Dạ. Có... phản đối về vấn đề gì chị? Dạ không, lúc ấy cũng nghĩa là tại nhiên tự nhiên thấy lấy hai chị em lấy hai anh em thấy nó kỳ kỳ sao á. Chắc cũng hơi tục ái ngại ngại. Ngại đã chị vào nòng dâu rồi em lại cũng theo vào nòng dâu. Bây giờ là lợi thế nhiều hơn rồi đúng không? Đúng rồi ạ. À, bây giờ mấy đứa em nói nhà nó khôn quá, coi như là cổ phần nhà nó đông rồi đó. Nhưng mà năm nàng dâu là ở chung nhà luôn hả cô? Không, không, nó ở riêng. Dạ. Bây giờ thì hai chị em nó ở chung nè. Cái cô em thì hai người anh trai. Dạ. Chị thì hai người gái. Trời ơi. Nhiều lắm. Cho nên cô thường nói chứ bây giờ mình ăn có 5 đứa con dâu, 11 đứa cháu rồi. Mình cứ cười hớn hở vui tươi thôi. Ở xóm họ nói chắc thoải mái lắm rồi. Cho nên cứ vui tươi, mẹ chồng cứ vui tươi như vậy. Thì chị thấy mẹ chồng nàng dâu ở đây đâu có câu chuyện gì là mâu thuẫn với nhau đâu. Dạ. Cũng có quát nhưng mà không quát là nhớ. Nói chung là cũng có những cái điều mà nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Mà về sau con dâu mình nó chịu học hỏi. Thì từ cái chỗ mà nó chịu học hỏi vậy là mình biết mình dễ răn dễ dạy rồi. Yeah. Thì mình cũng không lấy gì lo lắng lắm. À, và bây giờ thì có một cái món coi lá thư của chồng em đúng không? Đây. Kính gửi chương trình mẹ chồng nàng dâu, con kính gửi mẹ và thân gửi em. Em ơi, vợ chồng mình sống chung với mẹ thì tất nhiên không tránh khỏi những chuyện buồn vui. Xin mẹ cũng bỏ qua cho vợ con để cùng đồng hành với con. Trong chương trình hôm nay có những điều gì mẹ còn mong muốn ở vợ con, xin mẹ cứ chân tình xây dựng để vợ con ngày càng sống tốt hơn. Với vai trò làm dâu, con luôn mong chúc mẹ thật nhiều sức khỏe và niềm vui để sống sum vầy cùng con cháu. Em thân yêu, hôm nay lên chương trình cùng mẹ có điều gì muốn trải lòng thì em ghi tâm tạc dạ và cũng đừng buồn, vì đó là những điều mẹ mong muốn nơi con dâu của mẹ được tốt hơn thôi. Có chuyện gì cứ nói hết em nhé. Và những gì mẹ góp ý xây dựng em nên vui vẻ đón nhận nhé em, đừng có phiền lòng. Chúc em thật nhiều sức khỏe, can đảm đón nhận nha em. Chồng thân yêu Nguyễn Duy Tuyên. Chồng nói vậy đúng không? Dạ. Bình thường chồng cháu là dân kỹ thuật, không ấy mà sau này tự nhiên lại viết những cái vẻ là sướt mướt thế ạ. Thật ra ngồi cười hoài đúng không? Dạ. Em có mong muốn điều gì ở mẹ chồng không? Thực ra thì mẹ chồng cháu giúp vợ chồng cháu nhiều lắm, nên cháu chỉ có là cảm ơn mẹ thôi. Thực ra mẹ là có nghĩa là rất là năng động, hiểu biết ở ngoài xã hội cũng nhiều, nên thường là khi mà vợ chồng cháu khởi nghiệp thì mẹ cũng là người đứng ra giúp đỡ rất là nhiều.
nhiều khi ở nhà như con cái từ hai đứa con đi làm giấy khai sinh hay là đi xin giấy tờ gì cũng là mẹ xin cho hết á, nên là chỉ có cảm ơn mẹ thôi ạ, biết ơn mẹ. Cảm ơn mẹ chồng nàng dâu rất là nhiều về câu chuyện ngày hôm nay. Hy vọng rằng chúng ta sẽ yêu thương nhau suốt cả cuộc đời này nhé. Dạ, dạ. Rồi hai mẹ con ôm nhau thế nào? Dạ, lần đầu tiên ôm mẹ. À, lần đầu tiên ôm à? Dạ. Ở trong chương trình mẹ chồng nàng dâu, chú Hồ Linh hay nói với mẹ chồng nàng dâu rằng hàng ngày hãy ôm nhau. Dạ. Yêu thương nhau nhiều hơn. Vâng. Hãy ôm nhau mỗi ngày con nhé. Dạ. 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 Một kỷ niệm gửi tặng gia đình, chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Dạ, cảm ơn. Dạ. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là sản phẩm của thương hiệu Elina. Còn đây là Alabio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn cô, cảm ơn chị ạ.